siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt em trao. Này em yêu ơi, anh xin mời. Bao nhiêu lần tặng hoa cho người đẹp rồi? Dạ cũng một số lần ạ. Một số lần. Dạ. Lần này tặng hơi nhiều hay lần nào cũng tặng nhiều thế này? Lần trước thì ít hơn, lần này em muốn đông đầy hơn chút. Đông đầy hơn. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em tên Long Cường. Long Cường. Long Cường. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 33. 33. Làm dạ. nghề gì bạn? À, em làm trưởng phòng tránh nhân sự công ty. Trưởng phòng hành tránh nhân sự. Dạ. Quản lý rất là nhiều nhân sự đúng không? À, công ty em thì không có lớn lắm cho nên là cũng khoảng chừng 100 người. Rồi cảm ơn bạn. Rồi và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. À mời bạn. À, bạn tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên là Minh Thùy, năm nay em 31 tuổi. Thùy 31 tuổi. À, Thùy hiện nay đang công tác ở đâu? Dạ em đang là nhân viên thống kê, công ty của em là công ty ở Gò Vấp. Mình có bạn trai rồi nhiều không? Tại sao mình không kiếm được người đàn ông cho mình? Chắc bạn trai ít đó chị, tại vì em nói chung là cũng kỹ tính chị, cho nên là việc mà lừa bạn trai chắc cũng khó, mà chắc cũng chưa có duyên. Mình có nghĩ là mình đã đến tuổi lấy chồng rồi chưa? Chắc là đến rồi chị. Chị nghĩ là đến rồi. Băm băm là mình phải nguy hiểm đến rồi đó. 31 cũng đến rồi đó. Đến bạn lắm ước rồi mơ đó. Một đám cưới thế nào hả bạn Thùy? Dạ em thì muốn một cái đám cưới của em là kêu theo kiểu phong cách truyền thống anh. À, tổ chức tại quê nhà, có ba mẹ, có hai bên họ hàng. Rồi, anh chàng Long Cường hả? Dạ. Rồi bạn nghĩ rằng đám cưới của mình sẽ diễn ra bao lâu nữa? Bắt đầu từ ngày hôm nay. Thực sự là đến giờ phút này em cũng muốn lấy vợ lắm rồi. Cho nên là nếu mà được thì chắc có lẽ là em cũng nhắm nhắm là em cưới liền luôn. Làm luôn hả? Làm luôn anh. À, vậy bạn có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn là sao không? Cười mà sẽ lấy làm vợ. Dạ em, cái mẫu hình lý tưởng của em là thứ nhất là người đó phải thứ nhất là phải hiền, phải duyên dáng một chút. Nói chung là cái trên hết là cái sự chung thủy và sống biết chia sẻ. Nói chung là có sự chân tình với nhau mới có thể đi đến cuối cuộc đời được. Thế còn Thùy, bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Em cũng mong muốn người bạn trai của em là người con mẫu người phải chuẩn man một tí, nhưng mà nói chung là phải ít nói. Bạn trai nó không nên nổ nhiều, mà cũng không khoe khoang. Em ghét cái tính nổ lắm. Và bạn trai nó phải cao hơn em. Nói chung người phải tương đối là mập mập một tí. Em cũng thích gầy lắm đâu. Tại sao? Tại người gầy khó nuôi lắm chị. Lấy gì? Người ta nuôi mình chứ mình nuôi người ta làm chi? Nhưng mà về chăm sóc cực lắm chị. Phải không? Dạ. Vậy bạn đã từng có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì mối tình thì chưa có mối tình nào hết. Nhưng mà bạn trai để đi chơi thì đi chơi thôi. Nhưng mà chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình, 31 tuổi mà chưa có mối tình nào hết. Chị chưa. Vậy đã từng hẹn hò lần nào chưa? Hẹn hò chỉ là bạn trai để chơi thôi chị. Có nắm tay chưa? Chị chưa. Ủa bạn trai để chơi là sao bạn? Giải thích cụ thể là sao? Là để đi chơi giống như đi cà phê 2-3 lần vậy anh. 31 tuổi chưa nắm tay, vậy là chưa hôn luôn. Chưa. Rồi bạn Long Cường, có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em cũng có một vài mối tình anh ạ. Vài mối tình, lý do tại sao chia tay? Em thì cái số của em là sao á? Theo tình thì tình chạy, mà chạy tình tình theo anh. À vậy anh. Dạ. Hôm nay là có theo tình không hay là chạy tình? Bây giờ em thấy là em theo luôn á. Được là em theo luôn. Bây giờ hỏi thiệt bạn nè, 31 năm mà không có mối tình nào bạn cảm thấy như thế nào? Em nói thật lòng. Đôi lúc ấy thì những ngày lỡ như là Noel hoặc là ngày tình nhân ấy, thì em cảm thấy cũng hơi buồn. Buồn, buồn là đi tìm cái gì ăn. Ồ vậy bạn cũng lạc quan. Đây muốn vợ lắm bạn rồi rất nha. Là lạc quan và vô tư. Bên đây ta muốn vợ lắm rồi. Dạ. À chào chào bạn. Dạ. Bên đây muốn vợ lắm rồi. Chưa hôn lần nào. Chưa lần nào luôn. Chưa được nắm tay lần nào. Rất là xinh dễ thương thế này, thật sự mình không tin á. Dạ. Hay là bạn khó quá bạn? Chắc là do em khó tính quá anh. Khó tính quá đúng không? Thôi mình mở lòng mình ra chút xíu ha. Dạ. Bên đây cũng đẹp trai lắm nha. Đẹp trai không? Nhân sự là cũng dữ lắm à. Ha. Dạ. Hôm nay thì đến đây với ai? Có ai theo ủng hộ bạn không? Em đến với các chị đồng nghiệp của em. À làm chung á hả? Dạ. Đâu mấy bạn đồng nghiệp đâu? Mấy chị ngồi hàng người đầu tiên. À chào các chị. Mấy chị làm chung công ty với Thùy hả?
Có ai chưa lập gia đình giống như là Thùy không? À có hai người hả? Tại sao mọi người không đôn đốc nhau rồi mai mối cho nhau mà để cho tới ba mấy tuổi mà chưa lập gia đình? Ế, giờ này đang gọi là ế. Đang còn ế thì bởi vậy tại sao mình không đi tìm? Chị đang tìm đây ạ, đây đến muốn hẹn hò là tìm đấy ạ. Vậy mấy chị đã đăng ký chương trình này chưa? Theo bạn Thùy rồi có chắc là sẽ đăng ký. Bạn Thùy sẽ mở hàng nha. Đúng rồi, chính xác. Rồi bây giờ thấy bạn trai bên kia làm sao nè? Theo em thì được, ok. Còn được bạn Thùy thì tùy bạn Thùy ạ. Bây giờ nhiều khi ế quá rồi, không được cũng phải được nữa, phải chụp lấy cơ hội chứ. Không, đâu thể thế được ạ. Vậy là bên kia là được thiệt đúng không? Dạ, thấy được ạ. Đó, bạn yên tâm chưa? Dạ. Rồi, điều gì mà anh không thích ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ là nóng tính. Nóng tính? Dạ. Rồi gì nữa? Thì nóng tính, cọc càng lại như là hung dữ đó. Hung dữ hả? Dạ, dạ. Rồi, biết người kia có không nha. Đây, người này nè. Dạ, chào chị. Chào bạn. Dạ. Người này có tính đó hết luôn á? Cũng... Dạ. Cũng lịch thiệp, bảnh bao. Sao ế? Không biết nữ duyên nợ sao chị ơi. Hay là mình bị có điều gì không ổn? Ổn. Ổn không? Ổn. Chưa có cơm mở màn lên nè. Bạn nghĩ là cái đối tượng bên đây là hợp với bạn được bao nhiêu phần trăm? Cảm nhận. Em nghĩ là thứ nhất là bạn ấy cũng ở gần nhà em. Dạ, cho nên là cái điểm đầu tiên. Thứ hai nữa thì bạn cũng rất là chân thành. Cho nên em nghĩ chắc là hợp với em. Bao nhiêu phần trăm? 90. 90%? Chưa thấy mặt mà 90%? Bây giờ cứ mình cảm nhận sao. Cái này cũng ế quá là quơ đại luôn nè. Trời ơi, thôi mở màn lên đi. Hai người này. Rồi, kéo màn lên. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Chào em, lần đầu tiên gặp em. Dạ. Dạ. Anh đồng học quá anh quên. Anh đến chương trình này tặng em. Cảm ơn. Rung không? Rung không? Dạ cũng hồi hộp một chút ạ. Ủa anh là người ở Sài Gòn anh? Không, anh ở Bình Định. Anh ở Bình Định à? Anh ở trong đấy với ai anh? Anh ở với em của anh. Thực sự hôm nay anh cảm thấy rất là vui đến với chương trình. Thì anh cũng hy vọng rằng là sau chương trình này mình sẽ hẹn hò với nhau. Dù không biết thì tương lai như thế nào nhưng mà anh cũng rất muốn là hẹn hò với em. Nếu vậy thì này, bạn tỏ tình đi. Hát một bài nào đó tỏ tình liền. Hát một bài không ạ? Ừ, cái bài gì đó. Và gặp bạn hôm nay thì mình cũng hát một bài. Mà nếu mà hát mà nó lỡ nó quên thì mấy bạn phụ nha chứ mà không. Đứng có hát biểu diễn từ đây coi chứ không phải dưới coi. Ở dạ, đây nè, đứng lên. Em ngồi hát không lắm. Không, đứng lên. Hát đây nghe nè nha, biểu diễn ở đây coi, không có nhìn phía dưới nha. Rồi bắt đầu. Hỡi người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp tình. Những phút tần tiên bên em lòng nhất ngày trào sân trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say xưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đóng say. Nhìn đứng đơ vậy. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Xuống rồi chứ còn hả? Yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em trao. Này em yêu ơi, Lớn tới. Yêu em nhất trên đời. Tiến tới. Và chỉ mình em thôi trong trái tim mày. Với cái phần biểu diễn vừa rồi thì bạn cảm nhận thế nào về... Em thấy là cũng hợp á, thấy ảnh tỏ bày trước mọi người mà thấy ảnh ga lăng. Em xúc động quá. Cảm động rất là nhiều. Hoa đẹp quá. Nút bấm. Tôi thật sự cũng rất là ngưỡng mộ các bạn. Nếu như bây giờ tôi cũng có một chàng trai trước đám đông, trước truyền thông thế này ôm một lẵng hoa đẹp quỳ xuống mà hát tỏ tình với tôi sẽ nhào vô tôi ôm tôi hút người đó liền. Cho nên tôi mong muốn rằng một hồi mà nếu bạn nhấn nút xong đó bạn chưa được hôn lần nào, bạn nhào vô bạn ôm bạn hút bẩn cho người ta sợ chơi. Không mà chị, tại vì em trong tình yêu em rất là nhát cho nên là không có dám mình dàn trước mọi người như thế này đâu chị. Cái đó chắc đợi sau á chị. Và bây giờ các bạn hãy chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ và nhấn nút. 1 2
rồi. Tại vì cơ hội đến mình là một lần thôi nên nhanh tay chị. Nhanh tay thì còn, chậm tay vẫn còn luôn. Trời nè, tôi nói là Long Cường nghe nè. Dạ. Bạn gái chưa bao giờ hôn đó, giờ mình hôn cái má đi. Em hôn hả? Ừ. Em chịu không em? Hôn đi. Kỳ quá à. Cãi nó đi. Thôi đó, đừng được. Hẹn rẻ được rồi. Bây giờ nắm tay nhau một cái, tay cũng chưa nắm tay lần nào luôn. Sao, cảm nhận thế nào? Dạ, em thấy bàn tay của bạn ấy cũng rất là ấm. Có truyền điện chưa? Dạ, cũng có chút chút rồi. Bạn gái cảm giác thế nào? Chắc cũng chút chút. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều và hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được gây những điểm chung. Dạ. Và chúng ta sẽ tiến đến cái hạnh phúc của hai bạn, hạnh phúc lứa đôi. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn để xem cặp đôi nào sẽ nhận được những phần quà từ Postba. Hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Và ơi, hiện tại là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Và hiện tại là con đang có một tiệm nấu mì. Chân thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn, cho nên là cũng là tự đi học vì tự kiếm tiền buôn chải cho tiền học của mình. Em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả. Vâng ơi. Ơi. Linh nói Vân nghe nha. Hôm nay trước khi mình mời cặp đôi ra, mình thông báo tin vui cho mọi người đi. Là Vân nhớ cái cặp đôi mà một bạn nam ở Hòa Bình, bạn gái ở Nam Định đó. Là họ đã đăng ký kết hôn rồi. Vậy cái thì anh giờ chàng mà không biết quý vị có nhớ rằng anh chàng đó rất là thích chó. Còn cô gái là không thích chó. Đấy, nó trái ngược như thế. Nhưng cuối cùng hai bạn bấm nút rồi bây giờ đã cưới nhau đó. Thôi thì giờ mình cũng thay mặt chương trình cũng như là thay mặt quý vị khán giả xin chúc cho các bạn một cặp đôi rất là hạnh phúc. Các bạn sẽ đi với nhau đến suốt cuộc đời này đó. Và bây giờ thì chúng ta hãy gặp gỡ ngay bây giờ cặp đôi đầu tiên. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Đây, mời đi em trai. Đây. Dạ. Trong không khí phấn khởi này, nhà gái giới thiệu về mình chút đi nào. Dạ là con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Em chào anh trai bên ấy. Chào. Và em ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Mỹ Trinh. Em sinh năm 98. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại Long Xuyên. Còn quê em thì ở Châu Đốc. Hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Trời ơi, giỏi vậy trời. Wow. Và 8 mà làm giám đốc luôn hả con hả? Và trời ơi, hiện tại là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Và hiện tại là con đang có một tiệm nấu mì. Trời ơi, sao mà coi như tuổi trẻ mà tài cao vậy, con làm gì mà 2-3 job dữ vậy trời. Chú giờ là chú vừa là phó giám đốc, còn giám đốc còn giỏi lắm rồi đó. Bên nhà trai nghe mất hồn chưa? Rồi tiền để đâu cho hết hả chàng? Tại vì con còn phải gánh vác cả gia đình. Vậy đó hả? Dạ. Ủa, giỏi quá năm... con. Rồi mời bạn trai. Vâng, thì lời đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Và chào tất cả các vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Mình tên là Phan Văn Diệu, mình sinh năm 1988. Mình đến từ quê hương Đồng Khởi. Và hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công việc của mình là kinh doanh bên đèn LED, đèn trang trí và đèn chiếu sáng. Cưng kinh doanh cái đó là một cái tiệm của gia đình mình làm chủ hay là mình đi làm cho người ta? Dạ, tự em kinh doanh luôn rồi chị. Tự kinh doanh có nghĩa là cũng là ông chủ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Ghê quá, hai bạn này là trai cả tài cả sắc, gái cả sắc cả tài. Ghê thiệt, cái cặp này ghê thiệt chứ. Bây giờ nè, cô giám đốc nhỏ, cô nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của cô đi. Điểm mạnh của con là con biết tự lập từ nhỏ. Bắt đầu từ lớp 2 là con đã ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn á. Thành ra là từ lớp 2 con đã biết tự đi bán vé số rồi. Xong rồi con mới bỏ ống heo để mà kiếm tiền á, để tự lo bản thân ăn học. Rồi điểm mạnh của con nữa là biết quan tâm, chia sẻ cho người khác. Và sau này á, là con tự tin con có thể hỗ trợ cho chồng mình về cái mặt kinh doanh. Trời ơi, giỏi quá trời đất rồi. Nhưng mà còn điểm chưa mạnh của con là gì? Dạ, điểm yếu của con á là con thẳng tính. Với lại á, là con không có biết nội trợ. Về nấu ăn thì con tệ lắm. Cần gì con thể... ơi, giám đốc rồi nấu gì nữa. Chứ bây giờ công việc mà ơi, công việc nhiều như vậy. Đúng rồi, công việc nhiều như vậy làm sao thời gian đâu mà lo cái chuyện nấu nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cái số tiền đầu tiên mà con kiếm được khi mà con đã bắt đầu có sự nghiệp là bao nhiêu tiền? Dạ là con nhớ là con thi đậu đại học á.
thì con có đi học, nhưng mà tại vì cái ngành đó là con không có thích, thành ra là con muốn tự lập. Nhưng lúc đó là con nghỉ nửa chừng, nhưng mà con không có cho mẹ con biết. Con tự nghĩ xong rồi con kiếm một khoản tiền lớn, con nhớ lúc đó là 22 triệu trời đem về cho mẹ con. Trời ơi, thực ra với cái tuổi đó, thời điểm đó mà 22 triệu là lớn lắm á Linh. Ừ, năm 20 tuổi á, chú làm đầu tiên là được 1 triệu mà chú mừng lớn mắt luôn á con. Con quá giỏi rồi. Ừ. Còn chàng trai làm sao? Ưu điểm gì? Khoe cho đàn gái biết cái coi. Ưu điểm của em thì cũng là tự lập từ nhỏ. Thì nói chung thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn, cho nên là cũng là tự đi học rồi tự kiếm tiền buôn chải cho tiền học của mình. Rồi còn gì nữa không? Tự lập rồi biết nấu ăn, biết làm việc này kia. Nói chung mình lo sống, cuộc sống mình làm tốt, có thể rồi, chăm sóc được bản thân mình được tốt. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì thỉnh thoảng hay nói ngược ý người khác. Nói ngược ý? Nhưng quan trọng cái ngược ý đó đúng hay không á? Có nghĩa là kiểu giống như cà khịa vui vui vậy đấy. À, cà khịa hả? Trời ơi, đi bên kia luôn. Bà mối ba hay cà khịa lắm. Dạ, chào cưng, cái lỗ mũi này giàu lắm nè. Tiền không có ra được một miếng nào luôn á chèn. Ôi, em, dạ. Mấy mối tình rồi? Thì đường trình duyên của em thì nếu nói cái đường sự nghiệp nó trầm trồ, nó trầm gập gền đó, nó rập rền quá, nó đèo dốc bao nhiêu, thì cái đường tình duyên thì nó lại rộng rộng mở, hên thang bấy nhiêu. Rồi cho đến một ngày đó là năm đó mình 24 tuổi, tình cờ mình gặp một người bạn đồng hành với mình. Qua quá trình tìm hiểu quen biết thì mình quen nhau, đồng hành với nhau được khoảng 2 năm. Gặp một ngã rẽ thì người ta rẽ đó, mình đi lối khác. Là mấy năm rồi? 5 năm. 5 năm một mình anh thênh thang một con đường. Dạ. Và điểm cuối cùng sẽ dừng lại ở tại bạn muốn hẹn hò. Nhà cũng gái thì... tôi hơi bị ghê đó nha. Nhà gái tôi nhờ. Hơi bị được đó nghe, tôi nói thiệt luôn á. Còn em thì sao? Nói cho anh Linh nghe đi. Dạ. Nghe nói tài sắc diện toàn trong phóng qua liền á, ghê đi. Chào gái. Dạ con chào con chú. Con 98 con hả? Dạ. Trời ơi trẻ trung mà. Nè, trẻ quá, giỏi quá, phải lấy chồng chi sớm con? Tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định, với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con, nên là con muốn kiếm một người để phụ tiếp á. Với lại là kiếm một người để quan tâm, chia sẻ mỗi khi mà con gặp khó khăn, hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó. Chia sẻ với người đó ha. Dạ. Được á. Dạ. Con muốn một người như thế nào? Dạ là con muốn một người á, là về ngoại hình là phải cao từ 1m7 trở lên. Với lại hỏi luôn là đi, con hỏi luôn đi, có con, được rồi để quyết định chút. Mét mấy? Mét mấy? Mét 67 thôi, thiếu ba phần. Thiếu ba phần được không? Mét 67 dài lên. Nè, mét 67 là đây nè, 1m67 đó. Rồi sao nữa con? Với lại là con thích mập mập một chút xíu, có bụng bự á, nhưng mà đừng to quá là được. Con thích gu 6 múi. Thích bụng bự hả? Dạ. Thì ăn nhiều phở ra. Ăn trời. Nhiều vô theo anh nha. Theo anh sẽ nó tròn tròn, nó có bụng bự xíu. Chết rồi, tả một hồi giống chú Quyền Linh y chang à. Tả hồi giống chú đó con. Với lại là con thích một cái nụ cười là tỏa sáng, có duyên chút, với lại là sống mũi cao á. Nụ cười tỏa sáng là sao, cười có sáng không? Đó. Cái này phải lấy đèn. Cười lấy đèn chiếu thêm nữa là tỏa vô sáng rồi. Đèn đánh vô thôi. Có nhiều đèn trong nhà đánh vô nụ cười hết. Về cái tính cách của anh ấy á, là anh ấy phải là đam mê kinh doanh. Con muốn có một người là biết quan tâm, có một ý chí cầu tiến một chút xíu. Sau này có thể là anh ấy tệ hơn con một chút xíu, nhưng mà anh ấy phải cố gắng hơn con, hoặc là bằng con, hoặc có thể là làm hậu phương để hỗ trợ con cũng được. Chứ mà đừng có cái kiểu là tự ti, thiếu tự tin, rồi anh không thể mà lo lắng cho em được. Thay vì câu nói đó, em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả. Trời ơi. Rồi, bây giờ nói nghe coi, có mấy mối tình rồi, những mối tình kia chắc nếu có thì chắc có lẽ là đã có những trường hợp như vậy. Thành ra là bé này là bé không muốn. Dạ, đâu, con xác. Nói về mối tình của con coi. Dạ là con có 3 mối tình. Trời, cũng dữ ta. Lý do chia tay? Lý do chia tay là mối tình đầu tiên là do quan niệm tôn giáo. Cái thứ hai là do anh ấy có người thứ ba. Rồi, cái thứ ba? Cái thứ ba là do quan điểm công việc không có cùng chung với nhau. Nói chung là cô này cũng khó lắm á, không có đơn giản đâu nha. Bây giờ thì mình hỏi người thân coi sao. Con đi với ai? Dạ, hôm nay là con đi với mẹ con với lại là các chị đồng nghiệp của con. Mẹ thấy con rể tương lai này sao? Có hợp với con mình hay không? Cũng không biết nói sao hơn nữa. Ăn thua con nó chọn lựa, chứ mình thì sao cũng được hết. Mình lớn mình kinh nghiệm á, coi thấy có hợp với con mình không? Con mình khó không? Con thì nó nói như vậy thôi, nhưng mà nó giỏi thì từ nhỏ rồi. Nhưng mà cái tính nó thì cũng hơi thẳng.
Nhưng mà Nguyễn mà quen nhau đến với nhau được thì con phải hỗ trợ nó mới được. Còn Nguyễn mà không thì chắc có thể cô cũng không biết nói sao hơn. Dạ. Rồi hỏi bạn đồng nghiệp đi. À, chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả các anh chị. À, thực ra thì Trinh, cái tính của Trinh là mạnh mẽ từ nhỏ giờ, cho nên khi mà nói chuyện với mọi người thì mọi người nghĩ rằng là Trinh hay bị cứng nhắc, nhưng mà thực sự con rất là thương Trinh, bởi vì Trinh nó rất là cố gắng trong mọi công việc. À, và bây giờ con cũng hy vọng là Trinh sẽ tìm được một người mà có thể đồng hành cùng với Trinh. Ngày hôm nay thì nói chung là con nghĩ là bạn trai bên này phù hợp với Trinh. À, và con cũng hy vọng là cả hai em sẽ cho nhau một cái cơ hội nào đó. À, bởi vì là thực để có được một cái ngày hôm nay cũng là một cái duyên rồi. Trời ơi. Xin, người lớn luôn ha. Xin lỗi, con là con đồng nghiệp với Trinh, là đồng nghiệp trong cái ngành mỹ phẩm luôn hả hay sao? Dạ, con là cổ đông một công ty cùng với Trinh. Cổ đông đẹp không ha? Mình xin vô cổ đông được không vậy? Bây giờ em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân và anh họ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Vân, mà anh chị em trong trường quay. Chào bạn gái, còn em gái. Nói chung là Diệu thì sống thì tự lập, lớn lên đi học thì cũng lên Sài Gòn để sống để tốt. Công việc thì nói chung là vì cố gắng làm. Qua chương trình hẹn hò đến đây á, thì hai em cũng có cái duyên, nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu bây giờ là phần của Diệu đó. Diệu với Trinh nha. Hai cái tên này ghép vô cũng đẹp lắm á, Diệu Trinh. Ôi. Dạ, em chào anh. Dạ, em có món quà tặng anh là một cuốn sách. Nói chung là về kinh doanh thôi. Em cũng nói chung là chưa có kịp đọc nữa, nên là em tặng cho anh luôn. Nếu sau này mà có duyên nữa thì anh sẽ đọc cho em nghe. Anh thì cảm ơn em món quà này. Dạ. Anh thì anh cũng có món quà anh tặng em. Thứ nhất đó là đặc sản với anh là kẹo dừa. Dạ. Và thứ hai đó là cái đèn ngủ cửa hàng anh bán. Này dạ. Cái đèn này thì nó cảm biến ánh sáng, là ban đêm tự động nó sáng, ban ngày nó tự tắt. Thì anh muốn là mỗi tối trước khi em đi ngủ em nhìn thấy nó, và khi em thức dậy em sẽ nhìn thấy nó đầu tiên. Em cảm ơn anh ạ. Bắt đầu mình ngồi mình trò chuyện đi em. Cảm nhận về nhau đó thế nào? Anh nghĩ em như thế nào? Em xinh, nhìn em trưởng thành hơn tuổi nhiều quá. Anh có hút thuốc không anh? Không. Nhậu nhẹt? Nhậu thì lâu gặp khách hàng hay đối tác thì anh uống vài lon thì được. Dạ. Với lại là em không có thích con người gia trưởng, với lại là không có thích cái tánh đàn bà nữa. Thì có thể là khó một chút xíu, em cũng đồng ý nữa. Tại vì sau này em cũng cần một người kỹ tính với lại cẩn thận trong công việc của em. Ví dụ sau này mà em với anh có một cái vấn đề gì đó thì anh không thích, anh không muốn cho em làm, thì anh phải giải thích, phân tích cho em hiểu, nói chuyện nhẹ nhàng chứ đừng có chửi em nha. Tại vì cái tính em rất là bướng. Anh cũng như thế, ai nói mà anh việc anh đã làm rồi mà họ càng nói là anh cố anh làm cho họ càng ghét anh vậy đó. Dạ. Anh là vậy. Theo cái tư duy đó là bình đẳng, luôn tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Có sự rõ ràng đó, anh ít can thiệp, và khi can thiệp thì anh chỉ đứng ngoài lề góp ý thôi, anh không bao giờ trực tiếp vào công việc của. Anh nói vậy cũng không được nữa, tại vì á em cần một người hỗ trợ cho em, tại vì á sau này anh là người yêu em hay là chồng em gì đó, cái vấn đề nào em cũng sẽ hỏi qua. Đúng, anh sẽ góp ý, anh đứng phương diện anh góp ý, anh không thay đổi cái hướng của em. Anh chỉ góp ý và anh đưa cho em hai cái hợp lý và cái không hợp lý, và em sẽ chọn, em sẽ là người quyết chọn quyết định. Dạ. Anh không can thiệp vấn đề đó. Anh có muốn hỏi em gì không? Em ngoài hết kinh doanh ra thế thì thời gian rảnh của em á, là lúc đó là em có tiền, em có thời gian, em sẽ làm gì? Sau này á em muốn một cái vấn đề nữa là hai vợ chồng cùng cày, xong rồi cùng đi du lịch. Tại vì em vừa thích làm vừa thích chơi, chứ không phải là cắm đầu vào công việc hoài. Tại vì khi mà mình kiếm tiền thì mình phải xả stress mới được, chứ nếu mà mình cứ cắm đầu vô làm việc hoài là mình stress dữ lắm. Chung là mình phải biết hưởng thụ đồng tiền mình kiếm ra. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa con có thể hát bài nào đó để tặng nhau. Hai đứa đứng lên nào. Hai đứng lên. Bây giờ giao lưu văn nghệ xíu đi. Em sẽ hát một bài, nhưng mà tệ quá đừng chê nha. Không sao đâu. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ấm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời. Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Em hết hồn rồi. Trời, vui mà con sao đó. Ngọt ngào. Rồi bây giờ nè, bạn trai
Em cảm nhận gì bạn gái và nói một câu gì đó chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay? Chung thì mình đã đến với nhau tới đây rồi, mình cũng làm cái gì đó thì nó cũng đã có công sức rồi, thì mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau để những công sức đó không bị bỏ phí. Rồi, chúng ta về chỗ đi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm đấy các bạn. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự rung động chưa. Nếu rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Nếu không rung động, không bấm. Dành cái nút đó cho nhiều người nữa. Đừng cướp đi cơ hội của một người nào đó. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 và 3. Hết thời gian. Đã bấm. Nào, nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Xin phép mẹ cho hôn nụ hôn đầu tiên. Con xin phép cô cho con hôn bạn nữ cái. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng cho các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ cầu mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Còn đây là thương hiệu của Duhan đèn LED, sẽ dành tặng cho các bạn một bộ đèn LED ốp trần vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn các bạn. Em dễ hòa đồng mọi người, nhưng xét về nhiệt huyết trong việc cũng dễ gần. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nóng nhưng mà cũng biết kiềm chế anh. Em thấy chị bên đây rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh trọng hướng đến. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ gặp ngay cặp đôi thứ hai. Rồi, bắt đầu. Mời. Rồi, xin mời nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. À dạ, đầu tiên em xin gửi lời chào tới hai MC duyên dáng của chương trình là chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, cùng chào với em, bạn bên kia và mọi người ở trong khán phòng ngày hôm nay cũng như các bạn xem đài. À, em tên là Lê Hoàng Việt Hà, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em vừa mới tạm dừng công việc nhân viên xuất khẩu tại một công ty để theo đuổi một cái ước mơ khác của mình nữa. Cụ thể là cái ước mơ của em là em sẽ làm gì? Dạ, tại vì em hiện tại thì cũng đang trau dồi kiến thức về chuyên môn cũng như là về ngôn ngữ, ngoại ngữ của em một xíu. Tại vì nó chưa được tốt lắm. Rồi, mời bạn trai. Dạ, chào anh Nguyễn Linh. Chào chị Hồng Vân, chào em, toàn bộ khán giả trường quay, chào anh bạn bên kia. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Trọng, em năm nay 26 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương và công việc hiện tại của em là cố vấn dịch vụ trong hãng xe hơi ở Bình Dương. Em nói về thế điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Về điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, hòa đồng,
biết lắng nghe và chia sẻ với lại bạn bè. Điểm yếu của em thì nói chung người em hơi dễ xúc động một chút nên là cũng hơi dễ khóc ạ. Vậy hả? Dạ vâng. Còn em trai? Về điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng mọi người, nhận xét em là nhiệt huyết trong công việc, cũng dễ gần. Là em cũng biết một số tài lẻ. Tài lẻ là gì? Em biết hát anh, tính tí xíu tặng bạn nữ. À tí xíu luôn ha, dạ. Ok. Em có tật xấu gì không vậy? Chồng. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nhưng mà cũng biết kiềm chế anh, sợ máu. Bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Cho tới bây giờ thì em cũng chưa trải qua mối tình nào, Lý do lúc đi học thì em lo học, còn sau khi đi làm thì em đi làm ở dưới Long An, thì ở dưới thì mọi người hầu như cũng đã lập gia đình hết rồi. Nói chung là em cũng không gặp ai ạ. À, còn bên kia thì sao em ơi? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em là thời cấp 3. Mối tình thứ hai của em thì cũng được 3 năm. Nhưng mà hai bên tình chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng mà giờ, từ thời điểm đó tới giờ là cũng chưa có mối tình nào. Mấy năm rồi? Cũng từ 27 tới giờ rồi. Thôi, chào chị. Chào em. Dạ. Bạn này cũng vậy là thủy. Bạn này yêu sớm lắm á. Bạn 26 tuổi, bạn có một mối tình 3 năm đúng không? Dạ. Bên đây á, là bạn chưa có mối tình nào luôn. Đó, cho nên hôm nay nhà gái tôi hơi thắng thế chút xíu nha bạn nha. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào, nói với bà mối có giống bên kia không? Thì hình mẫu lý tưởng của em thì cao 1m55 trở lên được rồi. Mình cao nhiêu cưng? Giờ tầm 1m50 thôi. Dạ, da trắng, tóc dài. Da trắng luôn, tóc dài luôn. Dạ, giờ là mẫu người của gia đình là biết trên biết dưới rồi chị. Em có bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, chắc tầm cũng được 70. Chị thấy là 80% á. Dạ. Còn em thì sao? Em muốn cái mẫu người lý tưởng của em. Tại vì em cũng hơi thấp nên là em muốn bạn trai của em cũng cao hơn một chút. Và cũng cao hơn em nhiều mặt trong vấn đề khác nữa. Có gì là cũng giúp đỡ em. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 65 vậy. 65 vậy là ngon rồi, người ta cao hơn em tới 15 phân rồi. Rồi cái điểm gì mà em không thích ở người con trai? Dạ, em không thích một bạn nam hút thuốc với lại có những cái tật xấu như là bài bạc á chứ. Dạ, có bài bạc có hút thuốc không? Dạ không chị. Rộng lượng một chút. Bạn có rộng lượng không bạn? Dạ rất là không khoáng chị, con trai mà. Dạ, cũng hơi lạnh và có sự lãng mạn trong tình. Có lãng mạn không bạn? Dạ có chị, em người sống tình cảm. Có hết á, tôi nãy giờ tôi nghe ảnh nói thôi nhưng mà tôi cảm nhận là ảnh có đó, phải không ông? Có. Thôi, anh thấy bên đây ổn đó. Còn em trai? Dạ. Em không thích điều gì phụ nữ? Hay càm ràm. Càm ràm phụ nữ là phải càm ràm. Tôi không bao giờ càm ràm nghe Linh, tôi nói cho Linh biết. Càm ràm dữ. Tôi không bao giờ có chuyện đó. Em có càm ràm không? Dạ không. Sao cái đó? Càm ràm của người phụ nữ là xuất phát từ cái người đàn ông. Không bao giờ mà tự dưng người ta càm ràm hết trơn trời. Người ta đâu có bị mắc bố đâu mà tự dưng người ta càm ràm. Trời, phụ nữ càm ràm rất là dễ thương. Dạ. Ổn rồi đó, bây giờ làng gái đi với ai nào? Hôm nay em đi có mợ dì, chị họ em, một số bạn với lại bạn đồng nghiệp. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hằng Vân. Kính chào các anh chị có mặt trong trường quay và chào em Trọng. Dạ. Dạ. Hôm nay đến như đây là hy vọng là cháu sẽ tìm được phân nửa của mình. Và hy vọng luôn là các cháu sẽ tạo cho nhau điều kiện để mà tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Dạ. Dạ, bạn nam này nhìn cũng hiền và dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn đồng nghiệp và ba người bạn thân của em. Chia sẻ thêm là hai bạn này là cũng từ chương trình bản quen họ ra. Số trời là tập 557 gì nữa. Hai bạn này là đúng rồi. Nhớ cái cô gái massage cho chàng trai không? Đúng không em gái? Nãy giờ nhìn thấy hai đứa sao rồi? Dạ, lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và chào đàn gái bên kia. Nói giờ nè, hai đứa giờ đang sao rồi? Sống sao nè? Dạ thì cũng ổn, cuối năm. Sau nhận. Bao lâu thì cưới ta hai dạ, đứa? Dạ cuối năm nay. Cuối năm nay cưới hả? À. Hôm nay bấm nút khoảng lâu nhiêu rồi ta? Em lúc đó em quay hồi tháng 10. 557 đúng rồi. Dạ, lúc em Vân mới, lúc cái chị mới làm đúng không? Dạ đúng rồi, rồi. Đúng rồi. Coi như cuối năm cưới ha. Dạ. Vậy chúc mừng hai đứa nha. Đúng rồi, chúc mừng hai đứa. Sao mà tụi em đưa người này tới đây vậy? Dạ thì em thấy anh Trọng cũng ế quá. Xong kỳ em với anh Hiệp mới thúc ảnh lên. Cũng đánh tư tưởng dữ lắm. Tới đây là cũng giống như hai nó luôn đó em. Dạ dạ. Em cũng hy vọng vậy đó anh. Rồi bây giờ góp ý đàn gái chút xíu nào. Em thì em thấy chị bên đây rất là dễ thương.
nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh Trọng hướng đến. Thì lên đây đã cái duyên rồi. Thì giống như em với anh Hiệp thôi, cũng là một cái duyên, thì mình cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau trước. Nếu mà được thì mình tiến tới, còn không thì cũng là một người bạn với nhau. Ủa em rồi được massage thường xuyên không? Dạ thì cũng lên được tầm 3-4 ký rồi. Ôi sung sướng ghê nha, mặt mãn nguyện chứ sợ. Tháng 10 tới nay đó. Ừ. Rồi thôi chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ rồi. Nếu báo tình tụi anh sớm. Bây giờ mở rào đi. Mở rào. Chào em, anh có món quà tặng em. Đứng đó. Đưa gấu đó tôi. Có món quà. À, anh mở được không? Dạ được ạ. À, cái ví à. Cái ví hả? À, cảm ơn em. Bây giờ Trọng nãy nó hát tặng bạn gì đó, làm luôn đi. Thì đến đây em cũng tặng bạn nữ một bài hát tựa đề là Chỉ Vậy Thôi ha. Em mượn tay em. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ. Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào. Sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Đứng đứng đó chưa? Bên nhà gái mình làm cái gì đi chứ để đừng có để bị thua cưng. À dạ em nhảy một điệu nhỏ thôi ạ. Dạ okay. Vâng ạ. Chắc tới sáng quá. Vậy được rồi. Đó, cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Mở đầu thì em thấy anh sao? Tuần đầu tiên á. À, nhìn anh cũng rất là thân thiện quá. Dễ gần à. À, em có thích đi du lịch không nhỉ? À, em cũng rất thích đi du lịch. Đi đây đi đó. Có thích biển không? À, dạ thích ạ. Anh thì thích đi du lịch mà kiểu như đi phượt á. Phượt mình đi tới đâu mình dừng đó mình... Kiểu trải nghiệm đúng không? Ờ à, đúng rồi. Em có dễ nóng tính không nhỉ? À, cũng thi thoảng thôi. Nói chung là có những chuyện gì đó vượt quá chịu đựng của mình thì em cũng sẽ hơi nóng tính một chút. Ờ à, có ghen lắm không? À, tại vì thật ra thì em cũng chưa có yêu chưa ai bao giờ nên là cũng thôi, nhưng mà anh thì lúc nào cũng chủ động được rồi, nhưng quan trọng là em khi nào em rảnh thì anh có thể gặp được. À, dạ vâng ạ. Bình Dương với Sài Gòn cũng không xa lắm, nhưng mà anh cũng ngại xa, chỉ cần có lý do thôi. Thì em nghĩ mình bao nhiêu đứa là đủ nhỉ? Em cũng thích có nhiều con một chút. Nuôi nổi không Trọng, quan điểm nó đồng ý không? Được chị. Được ha. Cỡ nào cũng được chứ. Nếu như mà em muốn tìm một bờ vai để tựa, để một tìm một người để che chở, hay là một tìm muốn tìm một bến đỗ an toàn, thì anh có thể làm cho em không cảm thấy giọng nếu mà chọn anh. Vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mời rồi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Điếm mà. 1 2 3 Hết thời gian. Khó bấm. Làm tôi hồi hộp quá cô gái ơi. Tôi hồi hộp với cô quá. Rồi nắm tay nhau đi. Đó, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Thủ tục đầu tiên. Xin chào.
mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình